chuẩn bị lên anh em ơi. Xin kính chào toàn thể quý bà con cô bác và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Vô Cực Kiếm. Vâng, lợn. Chào mừng tất cả quý bà con cô bác đã quay trở lại với channel Thế giới từ A đến Z. Để các bạn có thể yên tâm ngồi ở nhà tránh dịch thì chúng mình tiếp tục tổ chức một chuyến du lịch ngồi ở nhà nhìn ra thế giới với điểm đến tiếp theo là đất nước Brazil. Khi nhắc đến Brazil thì các bạn sẽ nghĩ tới điều gì? Có phải là những cô gái với vũ điệu samba đầy nóng bỏng, mạnh mẽ và quyến rũ, hay những huyền thoại bóng đá Ronaldinho, Ronaldo, béo? Riêng với mình thì mình nghĩ ngay tới lá phổi xanh của thế giới, rừng Amazon rộng lớn, đầy rẫy những nguy hiểm, luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá. Thế nhưng thiên nhiên đáng sợ ở Brazil không chỉ có rừng Amazon. Và nếu như tất cả các bạn đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ đi đến địa điểm đó ngay và luôn. Lui. Ở ngoài khơi cách bờ biển São Paulo 35 km, có một hòn đảo còn kinh khủng dã man hơn rất nhiều rừng Amazon. Đó chính là đảo Ilha da Queimada Grande, hay còn được gọi là đảo rắn. Một hòn đảo có diện tích 43 hectare ở Nam Đại Tây Dương. Hòn đảo này được biết đến là có hơn 400.000 con rắn đang công tác và định cư ở đây, trong đó có rất nhiều loài rắn độc. Điển hình trong số đó có thể kể đến rắn hổ lục đầu vàng, là một trong những loài rắn có độc bậc nhất trên thế giới. Sổ hộ khẩu của loài này đã dày đến hơn 2.000 trang, có nghĩa là cứ 3 bước chân có tới 5 con rắn hổ lục đầu vàng đang trầu trực để cắm những chiếc răng vào người bạn. Nọc độc của loài rắn này được xếp vào loại kinh hoàng khi có thể làm tan xương nát thịt của nạn nhân. Khi trưởng thành, chúng có thể dài đến hơn nửa mét. Nọc độc của chúng mạnh hơn gấp 5 lần so với nọc độc của những con trong đất liền. Nếu như chẳng may mà bị loài rắn này tấn công, bạn có thể chết ngay trong một nốt nhạc, còn chẳng kịp gọi điện thoại cho người thân kêu cứu nữa cơ. Vì làm sao kịp cơ chứ? Đảo rắn là một địa danh nguy hiểm và đáng sợ bậc nhất trên trái đất. Ngoài những nhà sinh vật học, những người canh gác ngọn hải đăng và hải quân ra, thì đảo không hề có một bóng người dân sinh sống hay bất cứ một vết huyền đề nào của một con cờ hó. Nói thật chứ, cho tiền tỷ, chưa chắc mình đã dám đến đây sinh sống. Lúc nào cũng lo sợ rắn nó đớp, mà đặc biệt nhất là khi đi vệ sinh, chẳng may bị nó cắn đớp cho cái thì hết đường sinh sản. Với một nơi đáng sợ như thế này thì chắc hẳn các bạn đang nghĩ rằng chỉ có những con chim đang mỏi cánh mới dám đậu trên cành cây và mỏm đá mà thôi. Vì loài rắn là bậc thầy ngụy trang nên đa số là chim sẽ bị thiệt mạng ngay sau đó. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất đều sợ hãi khi đến đây. Vậy thì liệu trên trái đất này có sinh vật nào dám đến địa ngục sinh sống hay không? Thực ra câu trả lời là có đấy. Vậy đó là sinh vật nào mà lại to gan như thế? Vâng, không ai khác. Chúng là sinh vật duy nhất trên trái đất không biết sợ là gì. Gan lì, liều lĩnh, cực kỳ thông minh và rất danh mà. Đó chính là lửng mật ong. I am honey badger. Ta là lửng mật ong. Đại ca của muôn thú. Trong thế giới động vật, kể cả vua cũng nể ta. Ai cần nghe cái tên hung thần của đồng cỏ. Là các loài đáng độc thì bao phủ mà lấy người. Các bạn hãy thử ngồi xuống suy nghĩ một chút và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta đưa 10 con lửng đến đảo rắn. Có lẽ đơn giản, loài rắn sẽ bắt đầu biết sợ hãi khi gặp anh khá lửng, với khả năng miễn nhiễm với nọc độc và sở hữu lớp da siêu dày, có thể nói là phùn giáp gai, cùng với nội công thâm hậu và còn là khắc tinh của các loài rắn. Chúng có thể kêu như một con khủng long bạo chúa chưa vỡ tiếng dậy thì để hù dọa và tấn công điên cuồng. Tuy lửng mật là loài thích sống đơn độc, nhưng trong trường hợp cần thiết, chúng vẫn có thể lập team và trở nên rất khủng khiếp và đáng sợ. Với hơn 2.000 cá thể rắn hổ lục đầu vàng quý hiếm, mỗi con không cần biết to nhỏ, lớn bé, đều có giá trên thị trường chợ đen là khoảng 30.000 đô la Mỹ. Với tỷ giá quy đổi hiện tại, thì số tiền này tương đương với khoảng 706.502.000 Việt Nam đồng. Đối với con người thì giá trị là vậy, nhưng một khi đã rơi vào tay lửng mật, thì những con rắn hổ lục đầu vàng sẽ chẳng khác nào thứ kẹo nhai trời, còn những con khác thì sẽ trở thành món mồi ngon trên bàn nhậu của 10 gã chí phèo. 365 ngày trong một năm là khoảng thời gian mà những con lửng mật luôn trong tình trạng lòi phề vì phải ăn quá nhiều rắn. Chúng ta hãy cùng nhau làm một phép tính đơn giản như thế này đi. Cứ tính tối đa một ngày là mỗi con lửng có thể ăn hết 2 con rắn, thì mất 100 ngày để 10 con lửng ăn hết 2.000 con rắn hổ lục.
và thêm 19.900 ngày nữa để ăn hết số rắn còn lại, trong tình trạng cả hai loài đều không đẻ thêm và có tuổi thọ là 100 năm. Kết quả là sẽ mất đến hơn 54 năm rưỡi để có thể tiêu diệt hết số rắn trên đảo này. Một công việc vô cùng vất vả cho 10 con lửng mật, chỉ có ăn và phê độc, thế là hết me cả đời. Thế nên các bạn nghĩ rằng chúng ta nên thả bao nhiêu con lửng mật vào hòn đảo này là hợp lý? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía bên dưới. Nếu như các bạn tốt bụng hơn, mà mình chắc chắn là các bạn sẽ tốt bụng hơn, thì hãy để lại cho mình thêm một like và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ kênh của chúng mình. Nhớ đăng ký và bấm chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!